Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày. Choáng với khối tài sản cực khủng của ông Cao Thắng. Sáng sớm ngày 9 tháng 7, Đông Nhi chính thức chia sẻ việc chấp nhận cầu hôn của bạn trai là ông Cao Thắng. Nữ ca sĩ đăng ảnh đeo nhẫn cùng nụ cười hạnh phúc tại thành phố New York. Giọng ca Trách Ai Bây Giờ bày tỏ: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu." Thông tin cầu hôn của cặp đôi đình đám này nhận được vô số lời chúc mừng của bạn bè, các nghệ sĩ như Ngô Kiến Huy, Đặng Thu Thảo, Quang Vinh, Bảo Anh, Khổng Tú Quỳnh, Đại Nhân, v.v. và đông đảo người hâm mộ. Một trong những điều đặc biệt được sự chú ý đó chính là chiếc nhẫn kim cương siêu to khổng lồ mà Đông Nhi nhận được. Nhiều người khẳng định để sở hữu một viên kim cương to như vậy, ông Cao Thắng phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Với việc kinh doanh là công ty quản lý, đào tạo nghệ sĩ và làm chủ một hệ thống khu vui chơi giải trí với nhiều trò cảm giác mạnh tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Thắng có nguồn thu nhập rất cao. Ngoài ra, ít ai biết, gia thế của nam ca sĩ cũng cực khủng. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất những năm cuối thập niên 2000, ông Cao Thắng ghi dấu trong lòng khán giả với vẻ ngoài điển trai và giọng hát ấm áp. Tuy vậy, ông Cao Thắng lại làm trái nghề so với nghề nghiệp vốn có của mình. Nam ca sĩ là con một của ông chủ kinh doanh hàng nhựa lớn nhất Việt Nam. Chính nhờ sự hậu thuẫn và ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật từ gia đình, ông Cao Thắng đã có bàn đạp để phát triển sự nghiệp như ngày nay. Dù vậy, ông Cao Thắng chưa bao giờ phô trương về cuộc sống của mình. Tất cả những gì nam ca sĩ thể hiện là hình ảnh một chàng trai hiền lành, giản dị và hết mực yêu thương bạn gái. Kể từ khi lui về hậu trường, ông Cao Thắng luôn thắp tùng đồng hành cùng Đông Nhi ở khắp các sự kiện, chương trình giải trí. Hơn 10 năm yêu nhau, mối quan hệ giữa Đông Nhi và gia đình ông Cao Thắng ra sao? Để chuẩn bị cho vai trò làm vợ của mình, Đông Nhi đã bắt đầu công cuộc gây dựng mối quan hệ với gia đình ông Cao Thắng suốt 10 năm qua. Dù cặp đôi hiếm khi để lộ cuộc sống riêng tư cũng như chia sẻ gia đình, người thân lên mạng xã hội, nhưng qua vài khoảnh khắc hiếm hoi cũng đủ thấy gia đình hai bên đã coi họ là con cháu trong nhà. Cô dâu tương lai Đông Nhi rất được lòng bố mẹ, họ hàng của chồng tương lai. Vào giữa năm 2015, khi Đông Nhi tham gia The Remix, ông Cao Thắng đã đưa bố mẹ đến cổ vũ cho cô. Không chỉ thế, em gái hot girl của ông Cao Thắng, ông Thoại Liên cũng hết sức thân thiết và yêu mến Đông Nhi như chị em gái. Cô thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng chị dâu tương lai với những lời lẽ vô cùng dễ thương. Ông Cao Thắng, Đông Nhi không rời nhau nửa bước ở hậu trường Running Man. Sự kiện ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York đã nhuộm hồng cả showbiz Việt vào ngày hôm qua, 9 tháng 7. Thật tình cờ, Running Man Việt Nam Chạy Đi Chờ Chi cũng sẽ lên sóng tập 14 với sự góp mặt của Đông Nhi vào cuối tuần này. Những hình ảnh và teaser của cuộc đua đã nhanh chóng được hé lộ. Mặc dù không là khách mời của tập 14, thế nhưng ông Cao Thắng vẫn có mặt ở Nha Trang để hộ tống Đông Nhi suốt thời gian ghi hình. Với loạt hình ảnh và clip nhá hàng đã tung ra, khán giả vẫn chỉ thấy cặp đôi ai làm việc nấy. Đông Nhi song sáo trên hiện trường, còn ông Cao Thắng lại chỉ lặng lẽ ở hậu trường. Những hình ảnh độc quyền mới nhất dưới đây đã cho thấy cặp đôi luôn gắn bó với nhau không rời trong giờ giải lao. Sự ân cần, quan tâm, ngọt ngào của ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi thật sự đáng ghen tị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Những thông tin mới nhất về ông Cao Thắng và Đông Nhi sẽ được liên tục cập nhật tại kênh. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất.